Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi. Thưa quý vị, viêm gan B là sát thủ thầm lặng, phá hủy chức năng gan, gây ra tình trạng suy gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm virus viêm gan B chiếm từ 10 đến 15% dân số. Trong đó, viêm gan B thể người lành mang bệnh hay còn được gọi là thể ngủ, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này, cũng như các biện pháp phòng tránh hiệu quả. Để giúp quý vị trả lời những câu hỏi xoay quanh chủ đề này, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chương trình hôm nay. Chuyên gia của chương trình, giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103. Cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Kính chào các quý vị khán giả. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Và thưa quý vị, trong phần đầu cuộc trò chuyện thì quý vị đừng bỏ qua những thông tin và giải pháp rất hữu ích được bác sĩ cung cấp. Còn ở phần thứ hai, thông qua số điện thoại tư vấn, những thắc mắc gửi về xoay quanh chủ đề này sẽ được bác sĩ giải đáp ngay tại trường quay. Trước tiên, xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện. Hiệp Hòa, Bắc Giang là một huyện giáp Bắc Ninh, bên dòng sông Như Nguyệt đầy vết tích thời gian vừa oai hùng lại vừa thơ mộng. Ngày hôm nay, chương trình Hãy Chia Sẻ Cùng Chúng Tôi tìm đến nhà anh Dương Tự Thăng, một người con của mảnh đất Hiệp Hòa, để lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống cũng như sức khỏe của anh. Tôi đang làm công nhân sửa máy trong nhà máy may. Công việc của tôi là sửa chữa những cái máy mà trong quá trình làm việc nó bị hư hỏng. Đấy, thì tôi sửa chữa và khắc phục và đưa nó vào hoạt động bình thường. Trong những cái thời gian mà nghỉ công ty về thì tôi có làm ruộng tăng gia. Bởi vì là do ở nông thôn thì cái nghề nghiệp để thu nhập nó ít, nên là mình phải đi làm công ty để tăng thêm thu nhập. Lúc đầu thì tôi suy nghĩ là tôi không bị bệnh, tôi là một người hoàn toàn khỏe mạnh. Năm 2003 tôi mới ra trường, tôi có đi ứng tuyển. Lúc đấy vào làm họ sàng lọc sức khỏe và họ biết tôi bị viêm gan B và không nhận tôi vào làm việc nữa. Tôi rất suy sụp và mọi thứ là đối với tôi lúc đấy là hầu như là chấm dứt hết rồi. Tuổi trẻ bao giờ cũng tràn đầy năng lượng nhiệt huyết, nhưng đứng trước tờ bệnh án cùng với căn bệnh mà anh chưa từng nghe, thậm chí có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, gia đình và cả cuộc sống của mình, thì bản thân anh hoàn toàn suy sụp. Gia đình thì luôn sát cánh và đồng hành, động viên tôi để chăm sóc tôi những lúc mà tôi bệnh nặng. Thế nên tôi đi khám luôn ở bệnh viện. Bác sĩ kết luận là tôi bị viêm gan B nhưng mà ở thể không hoạt động. Bác sĩ cũng không có phương án điều trị, chỉ bảo là sống chung với bệnh thôi. Trong những lúc mà tiệc tùng liên hoan ở công ty thì tôi cũng có sử dụng rượu bia và bệnh tiền của tôi đã trở nên trầm trọng và nó đã tái phát nặng hơn. Từ khi 2018 là mình cảm thấy là sút cân. Đấy, mình đi thăm khám lại thì cái giai đoạn nó đã phát triển bệnh nặng hơn rồi. Đau tức hạ sườn phải, sụt cân nhanh, còn vàng mắt, vàng da nữa. Đấy, mà ăn uống đặc biệt là những cái mỡ và tanh là thấy ghê. Bác sĩ kết luận là virus tăng cao. Chỉ số là nồng độ virus là 3 x 10 mũ 3 và gan bị xơ hóa độ 3. Sau thời điểm đấy là tôi về nhà tôi tìm hiểu trên mạng truyền thông và tôi biết được cái bệnh của tôi là rất khó chữa. Nếu mà không chữa thì để lại di chứng rất nặng nề và nguy hiểm đến tính mạng. Tôi rất hối hận cái sự chủ quan và cái sự thờ ơ về sức khỏe của mình. Tôi bây giờ đang là trụ cột của gia đình, đang gánh vác tất cả trên vai những trách nhiệm của gia đình. Mà tôi bị bệnh như thế là rất nguy hiểm, không ai lo cho bố mẹ và vợ con. Tư tưởng người bệnh là bao giờ cũng thế, có bệnh là bao giờ cũng muốn là tìm ra một phương pháp mà điều trị nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và rất nóng lòng để đi chữa. Mình cũng có thử qua vài loại thuốc rồi nhưng mà không hợp. Tác dụng của nó là không lớn. Nó giảm đi rất chậm. Mình hầu như là cơ thể mình cảm thấy là không có một sự chuyển biến gì. Tác dụng phụ thì ví dụ như là ăn uống nó không tiêu được và nó vẫn thấy mệt mỏi và cảm thấy có những loại thuốc mà cảm thấy nó ngứa. Vậy đâu là lời giải đáp cho tình trạng bệnh lý của anh Thăng đang gặp phải? Xin mời quý vị quay trở lại trường quay để lắng nghe ý kiến đến từ giáo sư Nguyễn Văn Mùi. Xin kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp chương trình.
Thưa bác sĩ, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đề cập tới khái niệm là viêm gan B ở thể người lành mang bệnh hay còn gọi là thể ngủ ạ. Vậy bác sĩ có thể lý giải về khái niệm này để quý vị khán giả hiểu rõ hơn được không ạ? Chúng ta thường gọi là viêm gan virus thể ngủ. Thực ra cũng không chính xác. Chúng tôi danh từ chuyên môn chúng tôi gọi là thể không hoạt động hay là thể người lành mang virus mãn tính. Thế cái thể mang virus mãn tính này hay là người lành mang virus mãn tính này, hay nói cái khác là thể virus không hoạt động, thì nó có trên một cái cơ địa của từng người. Có cái trường hợp mà cơ thể mà có sức chống đỡ tốt thì nó không gây bệnh tổn thương ở gan, và virus thậm chí virus là không nhân lên, nhưng mà người ta vẫn mang virus suốt đời, chung sống hòa bình. Nhưng mà cũng có lúc là nó có thể là tái hoạt động trở lại và nó diễn biến thành một cái viêm gan có triệu chứng, thì lúc đó là lúc là cần phải điều trị. Thế còn cái giai đoạn mà nó không hoạt động ấy thì nó có thể là kéo dài tùy ở từng bệnh nhân, 5-7 năm. Thậm chí là có những người tôi biết là mang virus mãn tính ấy, mà kéo dài là hàng 10, 15 năm, 20 năm không thấy có một cái virus tái hoạt động. Về mặt thời gian mang virus ấy, thì có thể nói là ở mỗi bệnh nhân là khác nhau. Có người là 5-7 năm, có người tới 15-20 năm, tôi gặp những trường hợp là trên 20 năm. Nó vẫn là ở cái thể là mang virus mạn tính hay là cái thể không hoạt động đấy, mà nó không chuyển sang là cái thể tái hoạt động, thì cái này là tùy. Nhưng mà đây là một cái thể mà chúng ta có thể nói là đây là thể mà gây cho ta một cái sự cảnh giác rất là thận trọng, bởi vì nó sẵn sàng chuyển sang cái thể hoạt động bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà mặc dù là cái thể không hoạt động nhưng mà chúng ta vẫn phải kiểm tra thường xuyên và phải chấp hành những cái quy chế về điều trị. Vâng, thưa bác sĩ, vậy bệnh viêm gan B lây qua các đường nào và làm thế nào để một người có thể phát hiện là mình liệu có mắc viêm gan B hay không ạ? Đa số những bệnh nhân là đến với thầy thuốc là chỉ khi có triệu chứng rồi, hoặc là tình cờ đi khám sức khỏe thì phát hiện ra. Thì có thể nói là nó âm thầm lắm, không có triệu chứng gì đâu. Chúng tôi vẫn nói là lây theo đường máu bằng các phương thức lây truyền khác nhau. Phương thức thứ nhất là phương thức qua các cái tiêm truyền, qua cái dụng cụ y tế vào cơ thể. Cái phương thức thứ hai tức là từ mẹ sang con, hay là từ mẹ sang con có thể là lây truyền theo dọc, chúng ta gọi là lây truyền dọc, tức là lây truyền qua thai nhi, qua bào thai. Và cái thứ hai là lây truyền ngang, là lây truyền trong cái lúc sinh đẻ. Lúc sinh đẻ thì có thể là qua cái cọ sát thì nó có thể xây xước da của em bé và nó làm cho nó tiếp xúc với máu, và lúc đó là có thể lây. Và người ta lại thấy là đa số là lây theo chiều ngang này đấy, là cũng là mang cái tỷ lệ là cao đấy, là lây theo chiều ngang, tức là lây theo trong cuộc đẻ. Và cái phương thức thứ ba là phương thức lây truyền qua đường tình dục, tức là tình dục không an toàn, không được bảo vệ thì có thể lây. Cái lây của viêm gan virus B là nó có thể lây mạnh gấp 100 lần HIV. Để phát hiện viêm gan B thì chúng ta có một cái xét nghiệm rất đơn giản, tức là xét nghiệm kháng nguyên của nó, tức là HBsAg, mà bây giờ các cái phòng khám, các bệnh viện vẫn làm. Đây là một kháng nguyên bề mặt của virus. Vâng, đến lúc này thì chúng tôi cũng tin chắc là quý vị khán giả đang quan tâm là khi mà phát hiện mắc viêm gan B thể ngủ thì người bệnh cần phải làm gì? Bác sĩ cho quý vị khán giả được biết ạ. Đầu tiên là việc chúng ta phải theo dõi thường xuyên, định kỳ từ 3, cùng lắm là đến 6 tháng phải kiểm tra lại một lần. Kiểm tra các cái chức năng gan, kiểm tra virus, học, vân vân, để mà đánh giá xem là bây giờ nó có phải là thể ngủ không hay là tái hoạt động rồi, phải không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về chế độ
đối với những người mà có virus viêm gan B, mang virus viêm gan B thể không vận động, chúng ta cũng phải chấp hành chế độ kiêng rượu bia. Bởi vì kiêng rượu bia làm gây tổn thương cho gan và làm tạo điều kiện cho virus dễ tái hoạt động trở lại. Hai là chế độ ăn, đảm bảo là ăn là tăng đường, tăng đạm, giảm bớt mỡ đi và tăng các vitamin, tăng các hoa quả càng tốt. Và thứ ba nữa là thể dục liệu pháp, chúng ta hoạt động, vận động cho cơ thể khỏe mạnh, đảm bảo giữ sức khỏe bình thường. Để biết được là khi mà bệnh nhân là đang nhiễm virus viêm gan B thể không hoạt động, nó chuyển sang thể tái hoạt động, thì nó có thể có một số cái triệu chứng chúng ta có thể hay gặp. Thứ nhất là vàng da, cái này là ta hay gặp lắm và ta dễ nhận biết. Triệu chứng thứ hai nữa là mệt mỏi. Có người người ta gọi là trạng thái vô lực, tức là mệt bài hoài ra đấy. Cái thứ ba nữa là có một vài trường hợp là còn sốt nhẹ và có thể là đau tức ở vùng gan và rối loạn tiêu hóa. Đấy là những triệu chứng mà chúng ta hay gặp. Nhưng mà tôi nhắc lại, tức là những cái triệu chứng này cũng không phải là gặp ở đa số bệnh nhân đâu, mà đa số bệnh nhân là không có triệu chứng gì cả, mà đi khám chúng ta mới phát hiện ra. Cho nên rất cảnh giác. Mặc dù chúng ta có những triệu chứng đấy, nhưng mà cái tỷ lệ mà có triệu chứng là ít. Tôi khẳng định như thế. Thưa bác sĩ, nhiều bệnh nhân không biết mình bị viêm gan B hoặc biết rằng mình mắc viêm gan B thể ngủ, cho nên đã chủ quan. Đến khi triệu chứng rõ ràng đi khám thì bệnh đã trở nên trầm trọng. Như nhân vật trong phóng sự của chúng ta gặp phải HBV thể ngủ, thế nhưng độ sơ hóa đã ở độ 3. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về tình trạng này của bệnh nhân, và liệu với tình trạng của bệnh nhân như vậy thì cần phải làm gì để có thể điều trị hiệu quả, thưa bác sĩ? Đối với bệnh nhân mà nhiễm virus gan B thể không hoạt động thì như chúng tôi nói là nó có thể chuyển sang thể hoạt động bất kỳ lúc nào. Cho nên nếu mà không theo dõi, thường xuyên định kỳ theo dõi 3 tháng một lần, 6 tháng một lần ấy, thì nó khi nó chuyển sang lúc nào ta không biết. Vì viêm gan mạn là âm thầm lắm. Và nhân vật trong phóng sự ấy, thì chúng ta thấy là bị sơ gan rồi thì mới đi biết là nó sang giai đoạn này là nó đã chuyển sang hoạt động rồi đấy. Nhưng mà người ta cũng còn có thể nói, tức là ở những trường hợp là không chuyển sang hoạt động mà ở cái thể vẫn là cái thể không hoạt động, vẫn tiến triển thành sơ gan. Mặc dù cái tỷ lệ này rất thấp thôi, nhưng mà vẫn cảnh giác. Cho nên là ở bệnh nhân mà nhiễm virus viêm gan B mà thể không hoạt động ấy, thì việc kiểm tra thường xuyên là không thể không làm. Là bây giờ điều trị là chúng ta phải điều trị kháng virus. Vì có sơ gan rồi mà có nhiễm virus gan B nữa thì có chỉ định điều trị kháng virus. Và điều trị kháng virus là điều trị suốt đời đấy. Vậy thưa bác sĩ, người bệnh viêm gan B thể ngủ có thể dùng thuốc để điều trị hoặc là tiêm vaccine để nâng cao miễn dịch, giúp cho virus không bùng phát thành thể hoạt động, có được không ạ? Đối với người nhiễm virus gan B thể không hoạt động thì không cần phải dùng thuốc gì cả. Chỉ có cái là chúng ta kiêng rượu bia, tôi nói kiêng các cái thuốc mà có thể tổn thương đến gan mà chúng ta dùng dài, có rất nhiều, kể cả thuốc lao, kể cả thuốc kháng sinh, kể cả những cái thuốc mà rất thường dùng như là thuốc hạ sốt giảm đau paracetamol là cũng gây tổn thương gan. Những cái thuốc này đối với người mà nhiễm virus viêm gan B rồi thì không nên dùng kéo dài, không dùng thường xuyên, phải không? Mà vaccine là gì? Vaccine tức là chính là cái HBsAg đấy, tức là cái kháng nguyên vỏ của con virus đấy, tiêm vào rồi. Tức là virus đã có rồi thì ta tiêm làm gì? Không có tác dụng gì cả, chỉ có đau của bệnh nhân thôi, không có để làm gì cả. Cho nên tiêm vaccine thì không có giá trị, và không ai là khuyên tôi tiêm vaccine đối với người đã nhiễm virus viêm gan B cả. Không sử dụng vaccine cũng không sử dụng thuốc để điều trị. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ lá gan khỏe mạnh dù HBV đang ở thể ngủ là điều mà mọi người cũng đang thắc mắc. Mong bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ. Như tôi nói thì là không dùng thuốc, tức là dùng không dùng thuốc hóa dược. Thế còn các cái thuốc mà thảo dược thì ta có thể dùng. Nó chỉ có tốt thôi chứ không có gì là xấu cho bệnh nhân cả. Tôi lấy thí dụ như cá gai leo, như là mật nhân, như là khung khén, như là kế sữa,
không có tác dụng không mong muốn gì cả. Thế và có thể dùng rất là an toàn, và nó có tác dụng chống viêm, nó có tác dụng ngăn quá trình sơ, thí dụ như là cà gai leo. Cà gai leo là một cái thảo dược được nghiên cứu rất là đầy đủ. Cà gai leo ngoài cái việc nó có tác dụng là chống viêm, giải độc, hạ men gan nhanh, thì nó còn có tác dụng rất quan trọng mà viêm gan B và viêm gan C cần phải điều trị, đó là ức chế quá trình sơ. Cây mật nhân thì là làm cho bệnh nhân ăn ngon, là thoải mái hơn, sức khỏe tốt hơn. Thế cho nên người nào dùng kèm với mật nhân thì đều là thấy là ăn tốt và lên cân. Đặc biệt cái sữa là làm giảm cái men gan rất nhanh. Hoặc là một số nơi dùng khúng khén cũng thế, nó cũng có các tác dụng là hạ men gan, chống viêm, giải độc. Và đối với người bệnh nhân viêm gan, mắc viêm gan thì thiếu các vitamin, đó là thường xuyên. Cho nên nếu có điều kiện thì bổ sung các vitamin vào, đặc biệt là vitamin nhóm B, B1, B2, B6, PP, v.v. thì chúng ta là cần thiết. Cảm ơn bác sĩ về những tư vấn vừa rồi. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép là được tổng hợp lại những tư vấn đó thông qua một đoạn phim khoa học gửi tới quý vị khán giả. Người mắc viêm gan B mãn tính được chia thành hai thể bệnh: thể người lành mang bệnh, còn gọi là viêm gan B thể ngủ, và viêm gan B thể hoạt động. Khi viêm gan B HBV vào cơ thể người, nếu cơ thể đó chưa có miễn dịch chống HBV thì nguy cơ bị virus tấn công là điều khó tránh khỏi. Virus nhân ổ ạt, kích thích miễn dịch cơ thể, tấn công vào tế bào gan mạnh mẽ, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho gan và cơ thể. HBV làm tăng nguy cơ phát triển thành ung thư biểu mô tế bào gan 100 lần. Khoảng 80% các trường hợp mắc ung thư biểu mô tế bào gan trên thế giới và 70% ở Việt Nam là do HBV gây ra. Xu hướng điều trị hiện nay là sử dụng các hoạt chất từ thảo dược an toàn, lành tính nhưng vẫn mang lại hiệu quả. Cho đến nay, cà gai leo vẫn là thảo dược được nghiên cứu bài bản và kỹ lưỡng nhất, cho thấy tác dụng giúp ức chế các loại virus viêm gan, ngăn chặn sự kết thành sợi collagen để ngăn ngừa xơ gan, tăng cường miễn dịch nội sinh giúp tăng khả năng tự tiêu diệt virus của cơ thể. Mật nhân làm chậm quá trình hoại tử gan, tăng tái tạo lại tế bào gan, lợi mật giảm bilirubin trong máu. Kế sữa giúp hạ men gan lên đến 50%, ức chế quá trình sinh tổng hợp của virus viêm gan, phong tỏa các loại độc tố có hại cho gan. Cây khúng khén Hovenia dulcis, hay còn gọi là cây giải rượu. Hoạt chất ampelosin trong cây khúng khén giúp phòng ngừa xơ gan do rượu, giảm sự hình thành các sợi collagen mới và phục hồi tổn thương tế bào gan và giảm nồng độ rượu trong máu. Các nhà khoa học dược đang nghiên cứu kết hợp các loại thảo dược trên giúp ức chế virus viêm gan B, ngăn chặn xơ gan, giảm nhanh men gan, vàng da, mẩn ngứa, nóng trong, giải độc rượu bia mạnh, ngăn ngừa xơ gan do rượu. Hy vọng thông qua đoạn phim khoa học vừa rồi thì quý vị khán giả đã có một cái nhìn tổng quát về căn bệnh viêm gan B thể ngủ và đặc biệt là cách thức điều trị hiệu quả và kịp thời nhất. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại gặp gỡ nhân vật trong phóng sự của chúng tôi để xem là tình hình sức khỏe của nhân vật bây giờ đã tiến triển như thế nào. Sau một thời gian, ekip chương trình Hãy Chia Sẻ cùng chúng tôi lại có cơ hội được về thăm anh Dương Tự Thăng để xem anh đã cải thiện như thế nào sau khi được chuyên gia tư vấn. Sau khi lắng nghe những lời khuyên đến từ chuyên gia của chương trình, tôi tuân thủ, thực hiện và cải thiện chế độ sinh hoạt hàng ngày. Tôi dành 10 đến 15 phút ở trên ban công để tôi tập thể dục để nâng cao sức đề kháng và nâng cao sức khỏe. Bị bệnh thì quan trọng nhất là cái tư tưởng của mình. Tư tưởng của mình tốt thì sức khỏe nó nhanh hồi phục được. Ngoài cải thiện chế độ ăn uống sinh hoạt, tôi còn kết hợp sử dụng thêm các hoạt chất từ thảo dược như cà gai leo, khế sữa, mật nhân để cải thiện tình trạng viêm gan virus, xơ gan của bản thân. Năng suất làm việc của tôi là tôi rất tập trung vào công việc và duy trì được cường độ làm việc liên tục. Tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ là rất tốt. Tôi không còn đau sức hạ sườn phải nữa. Và tôi không còn chán ăn, không còn mệt mỏi nữa. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi lần thăm khám gần nhất là bác sĩ kết luận cho tôi là mọi chỉ số là đều về ngưỡng an toàn. Bây giờ có sức khỏe rồi tôi mới an tâm được lo cho gia đình và là một trụ cột vững chắc của gia đình. Tôi sống rất là lạc quan, yêu đời. Và tôi cũng coi như mình một người bình thường, khỏe mạnh, không còn tự ti về bệnh nữa.
Thì cuối tuần thì tôi dẫn gia đình lên trên thị trấn chơi để cho mọi thành viên trong gia đình gắn kết với nhau và tôi có thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Sức khỏe được cải thiện, tinh thần vui khỏe, đó là điều mà anh Thăng luôn không ngừng khao khát. Hy vọng anh Thăng sẽ luôn vui sống khỏe bên gia đình của mình và tiếp tục thực hiện những công việc mà anh vẫn hằng yêu thích. Thưa bác sĩ, hiện tại có rất nhiều quý vị khán giả gọi điện đến chương trình và mong được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Câu hỏi đầu tiên của một khán giả đến từ Phú Thọ thưa bác sĩ. Tôi tìm hiểu thấy là người lớn thì nên tiêm nhắc viêm gan B 5 năm một lần ạ. Trường hợp của tôi thì đã bị viêm gan nhẹ, mới phát hiện hồi cuối tháng 1 năm 2022 và có điều trị. Thì tôi có cần phải tiêm nữa hay không? Và tiêm vaccine viêm gan B thì có tác dụng cho người đã bị bệnh hay không ạ? Mong bác sĩ giải đáp ạ. Trước hết tôi phải nói là với bác là đối với vaccine tiêm thì đối với người không nhiễm virus gan B, chưa nhiễm virus gan B thì tiêm vaccine là cần thiết và thường xuyên là đối phải tiêm nhắc lại nếu như là cái nồng độ kháng thể tức là anti-HBs nó thấp dưới 10 thì ta lại phải tiêm lại, tiêm nhắc lại. Nhưng mà bác đã có virus gan B rồi thì bác không được tiêm vaccine nữa, bởi vì cái vaccine chính là cái kháng nguyên bề mặt của virus ấy mà bác đã có rồi thì không phải tiêm nữa. Tiêm thì chỉ có hại chứ không có lợi gì cả. Câu hỏi tiếp theo của khán giả tên là Hồng Hạnh ở Ninh Bình ạ. Em bị viêm gan B có suy gan, xơ gan. Em nghe nói là trường hợp của em dễ tiến triển thành ung thư gan cho nên là rất lo lắng. Hiện giờ em vẫn đang duy trì uống thuốc và chế độ ăn uống lành mạnh. Vậy em có nguy cơ cao bị ung thư gan hay không? Và nên tầm soát, phát hiện sớm bằng cách nào ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ ạ. Ở bệnh nhân mà như bạn là đã bị xơ gan rồi, phải không? Đã bị suy gan, suy chức năng gan rồi thì khả năng dẫn đến ung thư gan là có. Nó có thể là từ viêm gan nó có thể chuyển sang thành là ung thư hóa, ung thư ngay. Nhưng có thể là trải qua giai đoạn xơ gan rồi nó ung thư hóa cái tổ chức xơ đó. Thì bạn có cả hai điều kiện này. Cho nên điều kiện mà dẫn đến ung thư gan là có. Cho nên chúng ta phải thường xuyên đi kiểm tra để mà xem là có phát triển thành ung thư hay không. Kiểm tra bằng thứ nhất tức là ta siêu âm. Nếu như thấy có những cái nốt ở trên gan, nốt tăng âm hoặc là nốt giảm âm vân vân thì chúng ta phải làm CT để cho nó rõ. Và thứ hai nữa là chúng ta phải xét nghiệm AFP là dấu ấn ung thư gan. Và nếu như là trên tổn thương là có tổn thương tức là có nốt trên siêu âm hoặc là trên X quang mà là cái dấu ấn ung thư gan lại tăng cao nữa thì khả năng ấy là khả năng ung thư gan là rất nhiều. Còn cái gì để ngăn chặn ung thư được thì không có gì ngăn chặn được cả. Chỉ có ngăn chặn bằng cách tức là chúng ta điều trị, chấp hành điều trị tốt, điều trị được kháng virus tốt để nồng độ virus nó giảm thấp đi thì cái khả năng đến tiến triển xơ gan hoặc là nó dẫn đến ung thư gan nó giảm đi. Bởi vì người ta thấy là cái con virus viêm gan B này nó có khả năng nó gây làm đột biến ở trong các tế bào gan làm có thể gây ung thư hóa được. Cho nên cái việc mà chúng ta điều trị các cái thuốc kháng virus nó làm giảm cái nồng độ xuống thấp nhất thì cái điều đó là điều là cũng là làm giảm cái nguy cơ chuyển thành ung thư. Cho nên khuyên bạn là điều trị thuốc kháng virus là rất là nghiêm túc. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Lương Thị Yến, 56 tuổi ở Bình Dương. Thưa bác sĩ, chồng tôi uống rượu bia rất nhiều, mấy năm nay sức khỏe sa sút đi khám thì gan đã xơ độ 3. Vậy liệu chồng tôi có thể chữa khỏi căn bệnh này không và chữa như thế nào? Tôi đã đi bốc thuốc khắp nơi cho ông ấy uống nhưng mà vẫn không thể đỡ ạ. Đầu tiên là phải đối với điều trị là phải cắt bỏ nguyên nhân cái đã. Căn nguyên gây ra xơ gan đó là rượu bia. Thứ hai là tôi khuyên anh ấy có thể là uống thêm cà gai leo, mật nhân vì nó có thể là làm giảm cái quá trình xơ đi, là kéo dài cuộc sống ra. Và thậm chí có người uống liên tục nhiều năm ấy thì xơ có thể trở về
ở cái độ 2, thậm chí là độ 1. Dạ, câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả tên là Mai Anh, 26 tuổi ở Hà Nam. Bạn Mai Anh thì bị viêm gan B được 1 năm, có tìm hiểu và cũng có ý định mang thai. Nhưng con đến với bạn quá là bất ngờ. Và bạn muốn hỏi là em muốn nhờ bác sĩ tư vấn, mắc viêm gan B mà có thai thì điều trị uống thuốc của người mẹ sẽ như thế nào? Và uống thuốc có ảnh hưởng đến thai nhi hay không ạ? Làm thế nào để tránh cho con không bị mắc bệnh như mẹ? Em rất hoang mang, cần được bác sĩ tư vấn ạ. Trường hợp của bạn thì tôi nghĩ là cũng nhiều người gặp như thế. Thế vì bây giờ đầu tiên là phải xác định là cái nhiễm virus gan B của mình hiện nay nó ở mức độ nào. Nếu như là xét nghiệm mà thấy là cái nồng độ virus rất cao và cái men gan cao nữa thì tôi khuyên bạn là cứ dùng thuốc kháng virus đi. Bởi vì trước hết là bảo vệ cho bản thân bạn cái đã. Và nếu như là nồng độ virus nó thấp, còn thấp mà chức năng gan còn tốt thì bạn có thể là từ từ cho đến tuần thứ 30 của thai kỳ thì dứt khoát phải uống thuốc kháng virus để hạn chế cái khả năng lây truyền từ mẹ sang con. Đấy là cái mà rất cần thiết. Bạn khi sinh con thì bạn phải nhớ là trong cố gắng trong 12 tiếng đầu phải tiêm vaccine cho trẻ. Và nếu như bạn lại có virus viêm gan B khá cao thì ngoài cái tiêm vaccine ra thì cùng một lúc ta tiêm cả kháng huyết thanh. Kháng huyết thanh với viêm gan B. Thì cùng một lúc ta tiêm cả hai bên tay, một bên là tiêm vaccine, một bên này thì tiêm kháng huyết thanh. Thì chắc chắn đảm bảo là 90% là trẻ không bị mắc. Vâng, thưa bác sĩ, vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà trả lời hết những cái thắc mắc của quý vị khán giả từ khắp mọi miền đất nước gửi đến cho chương trình. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị khán giả nếu như mà có thêm những cái thắc mắc gì có thể gửi đến tổng đài miễn cước của chúng tôi để có một đội ngũ bác sĩ chuyên gia sẽ ngay lập tức trả lời cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả một vài những lưu ý từ chương trình. Như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi ngày hôm nay, người bệnh mang virus viêm gan B không hoạt động, thể ngủ cần lưu ý, tăng cường sức đề kháng, có lối sống lành mạnh, không uống rượu, bia và các loại nước giải khát có cồn, không hút thuốc lá, hạn chế mỡ động vật, tăng cường hoạt động thể lực bằng cách tập thể dục, đi bộ, bơi lội hoặc chơi cầu lông. Thực hiện xét nghiệm định kỳ HBSAG để xem có mắc bệnh hay không. Trường hợp dương tính với viêm gan B cần đi khám sức khỏe định kỳ để đánh giá chức năng gan và mức độ hoạt động của virus. Không chủ quan về bệnh, cần kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm định kỳ 6 tháng một lần. Các xét nghiệm sau: HBSAG, HBEAG, HBVDNA và các xét nghiệm gan khác để theo dõi phòng HBV tái hoạt động. Với người có chỉ định dùng thuốc, cần tuyệt đối tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ. Cần chú ý, bệnh viêm gan B có khả năng lây nhiễm cho người khác qua đường máu hoặc đường tình dục mẹ truyền sang con. Những người biết mình mắc bệnh nên chú ý phòng tránh lây nhiễm cho người thân, cộng đồng bằng cách sinh hoạt tình dục cần sử dụng bao cao su, không hiến máu, không sử dụng chung các dụng cụ cá nhân như dao cạo râu, bơm kim tiêm. Bên cạnh đó, sử dụng kết hợp một số sản phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên như thảo dược được chứng minh an toàn và hiệu quả. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những tư vấn rất là kịp thời dành cho quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay liên quan đến viêm gan B thể không hoạt động ạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.